quý vị và các bạn, tuổi trẻ ai cũng có những đam mê và không ít bạn trẻ ở thành phố Lào Cai đã quyết tâm biến những đam mê ấy thành hiện thực bằng con đường lập thân lập nghiệp, vừa làm giàu cho gia đình vừa cống hiến cho xã hội. Cửa tiệm chụp ảnh cưới của chị Lê Thị Huệ, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai thường xuyên có khoảng 5 đến 6 học viên theo học. Không chỉ truyền đạt cho các bạn trẻ về kiến thức, kỹ năng trong nghề, chị Huệ còn truyền cho các bạn sự đam mê với công việc mà mình đã chọn. Và chính niềm say mê ấy đã mang đến thành công cho chị Lê Thị Huệ, để chị vượt qua nhiều khó khăn khi mới bước vào nghề, nỗ lực để gây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay. Mỗi một học viên đến thì mình sẽ có một cái công tác tư tưởng truyền cảm hứng cho các bạn ấy. Đương nhiên là cũng sẽ khuyên các bạn nên học theo niềm đam mê. Đấy, cũng như mình thôi, mình xuất phát từ niềm đam mê và mình cũng tư vấn và cũng truyền cảm hứng cho bạn là nếu em có đam mê thì em hẵng theo cái con đường nghệ thuật như thế này vì nó rất là vất vả. Đấy, và có đam mê thì mình với chú tâm mình học được và mình với mới truyền đến cái đẹp cho người khác được. Còn đây là tiệm trà chanh Tia Mò, một điểm đến yêu thích của giới trẻ thành phố thời gian gần đây, cũng là đứa con tinh thần của chị Đỗ Lan Hương, một phụ nữ trẻ đang trên con đường khởi nghiệp. Dù mới thành lập, nhưng quán trà chanh đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định với lượng khách quen khá đông. Hơn 20 nhân viên của quán chủ yếu là các bạn trẻ được làm việc trong một môi trường năng động có thu nhập ổn định. Đầu tiên thì thực sự khi mà làm cái tiệm trà chanh thì mình cũng chưa thực sự nghĩ là đến cái thu nhập của mình nó đạt được như mình mong muốn. Nhưng mà cho đến nay hoạt động được một thời gian thì mình đã cảm thấy là nó rất là ổn định và đảm bảo như cái nguồn thu nhập của mình. Và mình hy vọng rằng là đây sẽ là một cái mô hình kinh doanh mới ở Lào Cai và một cái xu thế mới cho cái giới trẻ Lào Cai. Mình đang nghĩ đến việc là sẽ mở ở Sapa và Lai Châu. Và đang tìm địa điểm và hy vọng rằng là sang năm tới có thể là mình sẽ mở được thêm 2 tiệm trà chanh nữa. Mặc dù để khởi nghiệp thành công còn cần đến rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, nhưng không thể phủ nhận, đam mê chính là một trong những điều kiện tiên quyết để con đường khởi nghiệp được thuận lợi. Chính những say mê, khát khao của tuổi trẻ là động lực để giúp họ vượt qua quãng đường gian khó khi mới bắt tay vào khởi nghiệp. Cũng như năm ngoái, tôi cũng kết hợp với trung tâm dạy nghề thành phố và đã tuyển, năm ngoái tôi tuyển được hơn chục em, các vùng sâu, vùng xa, Trịnh Tường, các thứ các ở trong các tỉnh. Thì chúng tôi cũng đào tạo cho các em về nghề tóc để tạo công ăn việc làm cho các em đi các salon để hỗ trợ công việc cho đi phụ cho các salon. Thì với cái ý nghĩa đấy thì nó cũng xuất phát từ cái tình cảm thôi, tức là thứ nhất là muốn thấy các em cái nghề này thì tôi thấy làm nghề này là rất là tốt, nó ổn định và cuộc sống rất là thoải mái. Thì thấy các em không nghề nghiệp thì nhà lại khó khăn, vùng sâu vùng xa thì tôi cũng muốn để giúp một cái việc gì đấy cho xã hội nho nhỏ thôi. Nhưng mình cũng không thể là làm được những cái việc là giúp tiền bạc. Tốt hết mình giúp cho các em có một cái cần câu cơm, sau này các em sẽ sống bằng chính đôi tay của mình. Trong thời gian vừa qua thì thành đoàn và thành hội Lào Cai đã luôn luôn đồng hành cùng với các bạn thanh niên trong quá trình lập thân lập nghiệp và làm giàu chính đáng trên quê hương. Các hoạt động đồng hành đó thì rất là rộng. Thứ nhất là thông qua các cái việc tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được tiếp cận với các nguồn vốn chính sách hỗ trợ cho các dự án phát triển kinh tế của các bạn. Ngoài ra, đối với những bạn đoàn viên thanh niên mà đã có một cái nguồn vốn tương đối là ổn định thì thành đoàn thành hội đồng hành cùng các bạn ấy thông qua cái việc là thường xuyên trao đổi cũng như là chia sẻ về những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế thông qua mô hình câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp. Và đối với các đồng chí là đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường nào thì thành đoàn thành hội Lào Cai sẽ giao nhiệm vụ cho đoàn phường và hội liên thanh niên của các phường đó thường xuyên quan tâm tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ để cho các cái chủ doanh nghiệp, chủ các cái cửa hàng đó có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau. Và thường niên thì thành đoàn thành hội sẽ tổ chức những cái buổi gặp gỡ để cho các đoàn viên thanh niên có thể chia sẻ kinh nghiệm làm giàu cũng như là những đề xuất kiến nghị đối với tổ chức hội và tổ chức đoàn của thành phố. Bên cạnh đó thì cái việc mà quảng bá sản phẩm và giới thiệu đoàn viên thanh niên cũng như khách hàng nhân dân đến để hưởng thụ và trải nghiệm các dịch vụ của đoàn viên thanh niên cũng là một trong những cách mà thành đoàn thành hội đã đồng hành với đoàn viên của mình trong thời gian vừa qua. Để duy trì những kết quả đã đạt được, tiếp lửa cho phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, thành đoàn Lào Cai và các tổ chức thanh niên sẽ tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia lập thân lập nghiệp, huy động sự vào cuộc của tất cả các tổ chức đoàn thể trong việc tạo điều kiện kết nối các đoàn viên thanh niên với các dự án khởi nghiệp, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp bền vững.